Shop top1zena.com, nơi bán nick Liên Quân, vòng quay Quân Huy giá rẻ, uy tín và chất lượng. Thì đây là cái shop chính chủ của mình nên các bạn yên tâm vào mua nhé. Đấy, và ở trong shop thì có rất nhiều gọi là vòng quay Quân Huy giá rẻ và những nick từ giá rất là rẻ cho đến trung bình và đắt. Thì bạn nào nói chung là đang có nhu cầu về nick Liên Quân hoặc vòng quay Quân Huy thì các bạn truy cập vào đường link mình để ở dưới để mà gọi là ủng hộ mình có tiền bị tốn công ngay các bạn nhé. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hey yo, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình là top 1zena các bạn nhé. Đấy thì video hôm nay các bạn thấy là mình không chơi zena thì các bạn cũng biết vì sao rồi. Đấy là bởi vì cái skin Violet hôm nay mới ra ấy, thì mới ra cái tối hôm qua thôi, thì đấy là không phải nick của mình các bạn nhé. Thì mình thấy có skin mới thì mình vào test cho các bạn thôi. Thì cái skin này các bạn mua 200.000 với số sử mình ấy thì là sẽ được dùng thử 30 ngày và các bạn lên cấp 60 thì sẽ được là vĩnh viễn các bạn nhé. Đấy, nên là mặc dù là mình rất là người chơi AD rất là ít luôn, hầu như nói chung là mình rất hiếm khi mình pick AD ấy, nên là nhưng mà hôm nay mình sẽ là chơi một trận AD các bạn nhé. Đấy, hiện tại thì nick này đang ở rank cao thủ ít sao thôi. Thì việc mà các bạn mua, mình nghĩ là mua cái trang phục này rất là hợp lý. Nếu như các bạn nào mà không mua để mà dùng thử luôn thì các bạn mua số 100.000 cũng được, đổi lấy được cái skin này thì mình thấy khá là đẹp các bạn nhé. Thì cái skin này mình đánh giá giống như cái skin của Violet pháo hoa ấy, có cái đầu cắt môi khá là giống gần nhá, tóc ngắn ấy. Thì 100.000 mà giống một cái skin hiếm hữu hạn ấy thì rất là gọi chung là rất là đáng đồng tiền bản gạo các bạn nhá. Nếu như bạn nào không mua để mà sở hữu cái dùng thử 60 ngày 30 ngày thì các bạn mua số 100.000 thì các bạn cày lên cấp 60 để mà lấy vĩnh viễn cũng được. Đấy, mình thấy nói chung mình theo cảm nhận mình là người ít chơi AD nhưng mà cái skin này mình đánh giá là một skin đẹp so với giá tiền của nó thì cực kỳ là lời luôn các bạn nhé. Đấy, thì con Violet này các bạn thấy những rank thấp rank cao gì cũng người ta cũng chơi đúng không? Đấy, thì mà những bạn mới lập nick ấy cũng có được tặng con Violet này nữa, nên mình nghĩ là không có mục đích gì, không có lý do gì mà các bạn không mua skin này hết. Thì mình khuyên các bạn nên nạp thẻ và quay đặt cái sổ sử mệnh 100.000 các bạn nhé. Rồi thì bây giờ mình sẽ nói vào trận đấu. Thì bây giờ là đầu game của team mình đã diệt được 3 mạng rồi, thì mình sẽ là chiếm cái hang rồng này và ăn con rồng này để mà lấy vàng cho kinh nghiệm cho cả đôi các bạn nhé, của trận trì này. Và về cái bằng ngọc con Violet này thì mình sẽ là không chơi ngọc 16 đâu các bạn nhé, mình sẽ là chơi 6 ngọc đỏ ấy, là 6 viên 1,6% chỉ mạng và 4 viên sát thương chỉ mạng 36%. Đấy, mình lấy thêm một chút sát thương chỉ mạng để mà gọi là lên kiếm bản trục phế. Và con Violet này ấy, thì các bạn phải cố gắng là farm thật nhanh các bạn nhé, bởi vì con này là một vị tướng lết chứ không phải là vị tướng mạnh đầu game, nên các bạn phải farm để cho nó lết nhanh hơn, nói chung là nó cần phải đô rất nhiều ấy, nên các bạn cần farm thật nhiều các bạn nhé. Đấy, thì gọi là vị tướng lết nên các bạn mà kéo càng dài trận đấu thì con này là không sợ các bạn nhé, nên là các bạn không phải lo về cái việc là ôi anh này liêu mạng nhờ, chơi luôn các bạn nhé. Đây, nó chạy rồi. Thì con Violet này nói chung là nó một vị tướng lết, nên các bạn kéo cái chai trận đấu càng tốt cũng được, hoặc là các bạn có thể kết thúc sớm thì các bạn phải farm thật nhanh. Thì đó là cái cách chơi con vị tướng Violet này. Mà khi mà các bạn đi rừng bằng Violet ấy, thì các bạn đừng có lên luôn cái kiếm tri hồn của bạn nhé. Nó cần tỷ lệ chỉ mang, bạn lên mà lên luôn thẳng cái món đồ rừng luôn ấy, cấp 3 luôn thì nó rất là mất thời gian. Thì các bạn sẽ là gọi là lên chấm đồ chỉ mạng thì gọi là sẽ yếu hơn so với các bạn là lên nửa món đồ rừng cấp 2 thôi, các bạn lên đôi dây xong lên cái thành kiếm cho mình các bạn nhé, thì nó mới mạnh nhanh được, chứ các bạn mà lên đồ cấp 3 luôn thì nó gọi là hơi mạo hiểm. Đấy, thì đó là cách lên đồ của mình. Và bây giờ mình sẽ là nói luôn về tất cả trang bị phù hiệu bằng ngọc khi mà mình chơi vị tướng ở Violet này các bạn nhé. Thì đi rừng ấy thì ngọc đỏ mình cái này đã nói rồi, là 6 viên tỷ lệ chỉ mạng 1,6 và 4 viên là sát thương chỉ mạng 36%. Con ngọc tím ấy thì mình sẽ là dùng 6 viên tốc đánh tốc chạy và 4 viên hụt máu 1,6% các bạn nhé. Con ngọc lục chắc chắn là công vật lý xuân giáp rồi. Thì đấy là bằng ngọc. Con kể về cái phù hiệu ấy thì mình sẽ dùng chuyển sinh, bởi vì mình đi rừng ấy, giả sử có bị
đối phương nó kết liễu bất ngờ, bởi vì con AD nó mỏng lắm các bạn, chỉ khi nào các bạn cũng biết đâu, thì các bạn có cái chuyển sinh thì các bạn gọi là farm nhanh hơn, chứ đấy là vì tưởng lết mà các bạn farm chậm thì gọi chứ là hơi khó chơi các bạn nhá. Nó ép đâu trần đấy, mà nó ép không cho mình lết thì mình hơi bị mệt đấy, nên là mình nghĩ chuyển sinh nó sẽ an toàn hơn. Và cái nhánh phụ của cái chuyển sinh này thì mình sẽ là lên cái đồ thêm tỷ lệ chỉ mạng cho Violet các bạn nhé, bởi vì mình chỉ lên duy nhất cái thanh kiếm thôi, chứ mình không lên song đáo đâu, nên là tỷ lệ chỉ mạng khá là thấp. Rồi đến pha này combat rồi các bạn nhé, sẽ nói sau đó. Đây, vào các bạn cứ lôn chưa một trượt khoảng 2 giây cho mình hoặc 3 giây ấy, thì các bạn sẽ lôn được 2 lần. Còn nhiều bạn thì đấy mình chắc chắn là ví dụ các bạn rank cao các bạn biết rồi, nhưng mà ví dụ cánh mình có nhiều bạn rank thấp ấy, đây chết này. Đấy thì các bạn rank thấp ấy, nhiều bạn cứ giao tranh rồi thì các bạn mới bắt đầu lùn, thì các bạn sẽ tốn mất thêm 1-2 giây hồi chiếu nữa, thì gọi là cái năng suất của bạn không cao ấy. Thì những bạn nào mà mới tập chơi Violet thì chú ý cho mình nhá, trước khi vào giao tranh các bạn phải lùn trước cho mình 2 giây hoặc là ít nhất phải 1,5 giây thì các bạn mới gọi là có cái sát thương tối ưu nhất cho mình. Rồi thì bây giờ mình sẽ là farm thôi, hiện tại là chỉ được 2 mạng hỗ trợ bài khá là xanh rồi đấy, xanh hơn rất nhiều so với rừng bên kia rồi. Và mình nói tiếp về cái phần cái này nó bằng ngọc cho bạn đây nhỉ. Thì bây giờ mình sẽ nói là cái phần trang bị nhá. Thì trang bị của mình thì trận này mình sẽ là lên trang bị gọi là full đam luôn. Mình không có một cái món gọi nào gọi là giáp luôn đấy, gọi là bắn cho tẹt cá luôn. Nhưng mà ví dụ các bạn là lên rank cao một chút đấy, gọi là cao thủ như sao thì phải có giáp. Thì mình trận này ấy, mình sẽ lên là món đồ cấp 2 được này của kiếm tri hôn. Rồi mình sẽ lên cái dây du mục ấy để tăng cái tốc đánh, để mà lúc mình farm ấy mình sẽ gọi là farm được nhiều hơn. Khi mà cuối game các bạn có thể đổi dây dung mục thành dây ôi phá này bắn trượt các bạn ạ, dây dung mục thành cái dây kiên cương các bạn nhé. Nhưng mà đầu game mình khuyên các bạn nên mang dây dung mục để các bạn farm tối ưu hơn, farm rừng ấy. Rồi sau khi các bạn lên dây dung mục, các bạn sẽ lên cái mình cái thanh kiếm là món thứ ba. Sau khi món thứ ba thanh kiếm xong rồi, các bạn sẽ quay ngược lại lên cho mình là cái kiếm tri hôn cấp 3 luôn. Và món thứ tư thì các bạn sẽ lên cho mình là cái tùy trận nhé các bạn, trận nào nhiều tánh thì các bạn lên cho mình là cái kiếm Muramasa, còn mà trận nào ấy mà ít tánh ấy các bạn lên cho mình cái thương xuyên phá các bạn nhé. Thương xuyên phá nó bắn những cái vị tướng mà gọi là sát thủ với AD và pháp sư ấy thì chả có thủ luôn. Mà thứ hai là nó có 10% tốc độ di chuyển nữa, nó sẽ là cơ động hơn một chút cho các bạn. Rồi món thứ năm thì mình sẽ lên cái phức hợp kiếm các bạn nhé. Nhiều bạn ấy sẽ là lên cái đồ xong đó bảo tạp để lấy tỷ lệ chỉ mạng, nhưng mà cái phức hợp kiếm ấy nó kết hợp với cái nội tài con Violet được, bởi vì con Violet này là lồn bắn liên tục của bạn này. Mà cái phức hợp kiếm ấy cái nhiều bạn cũng không để ý đâu, nhưng mà cái nội tài của phức hợp kiếm là khi có bạn dùng chiếu bạn lồn ấy thì cái đòn bắn thương tiếp theo của bạn ấy sẽ được gấp đôi sát thương đấy. Có nhiều bạn chơi game ví dụ mà mới chơi cũng không để ý cái nội tài này đâu, nên là mình muốn nhắc lại một chút cho các bạn, cái phức hợp kiếm nó sẽ tối ưu với cái nội tài cho con Violet này, bởi vì nó là một vị tướng dùng chiêu một liên tục. Thì sau khi bạn lồn này, ví dụ đó của bạn bắn một phát đấy bằng đánh thương ấy, thì nó sẽ ra được gấp đôi sát thương liên tục luôn. Nên là các bạn dùng phương kiếm nó sẽ là tối ưu hơn là cái song đao bảo tạp các bạn nhé. Tuy là các bạn tỷ lệ chỉ mạng hơi thấp một chút đấy, thì cái đó cũng là một phần ốt phải chỉ được các bạn mình mang chuyển sinh dùng cho những cái phá này đấy. Đấy thì dùng phương kiếm nó sẽ tối ưu cho các bạn hơn về cái nội tài bắn sẽ đau hơn các bạn nhé. Rồi thì sau khi phương kiếm thì món cuối cùng ấy mình sẽ lên cái đánh phơ Fenrir luôn các bạn nhé. Đấy thì cái đánh đó là khi mà các bạn đánh tường dưới 50% máu ấy, nó sẽ được lên cho các bạn là thêm 30% sát thương nữa các bạn nhé. Thì bạn có lẽ trận này mình lên full mắc đám rất là thủ luôn. Còn nếu như mà các bạn mà gọi là muốn chắc ăn mà có cái món bảo hiểm ấy, thì các bạn có thể thay cái đánh Fenrir đó hoặc là thay cái phước cực kiếm bằng cái giáp thiên thân các bạn nhé. Khi mà các bạn đi rừng ấy, đi giảm hồn mình ấy đấy. Còn mình trận này là mình thấy team bàn 2AD nên mình sẽ lên full đam nó còn nhá. Đấy, full đam bắn cho phê luôn, gọi là cái thằng lên đó nó khỏi mù luôn. Bởi vì khi mà các bạn đi rừng ấy mà các bạn thấy mà địch mà pick 2AD ấy, mà nhất là có lên đó ấy, thì mình khuyên các bạn này, các bạn rừng các bạn đừng có pick đầu sỉ làm gì, mà các bạn pick luôn 2AD cho mình. Bởi vì con này lên đó nó bị gọi là bị counter bởi AD, các AD còn lại. Ví dụ nhá, nó mà múa ấy, khi mà các bạn chơi đấu sĩ đi rừng ấy thì nó múa thì các bạn rất là khó để chạm vào người nó. Nhưng mà khi mà các bạn chơi AD đi rừng ấy, cho thằng AD đó nó có múa, nó có máy, nó có bay, có nhảy như thế nào ấy, thì cái chiêu bắn thương của bạn nó sẽ tự định hướng vào người con AD đó thôi. Nó có múa cũng không có tác dụng gì hết. Đấy,
nên mà cái tầm bắn của Violet rất xa nên gọi là những vị tướng cao tớ được. Còn Elendor thì trong đó là có Violet các bạn nhé. Khi nào mà các bạn cứ gặp keo Elendor, các bạn cứ pick Violet đi rừng cho mình, gọi là các bạn sẽ là không cần phải lo về việc nó kỹ năng mùa nó có tốt được không. Các bạn cứ lôn và bắn, các bạn cứ bắn thương thôi. Đấy, pha này giết được hai chết rồi, hai mạng được các bạn ạ. Đấy, bây giờ là gọi là mình lết rồi đấy. Bây giờ gọi là không thể gọi là chấp hai thằng AD một lúc luôn. Rồi thì đấy là một chút về gọi là hiểu biết của mình về cái gọi là mình thì không phải là chuyên AD đâu, không phải chuyên Violet, mình rất là ít chơi AD luôn đấy. Nói chung là mình chỉ có đi top tướng đấu sĩ thôi. Nói chung là niềm đam mê của mình là đấu sĩ còn nhá. Bất kỳ vị tướng đấu sĩ nào mình cũng đều gọi là sẽ ít nhất phải chơi ít nhất một lần. Và mình sẽ là chọn lọc ra một số vị tướng mình yêu thích. Thích nhất rõ ràng là con vị tướng Xena thôi. Thứ hai là vị tướng gọi là Kirito, không phải Kirito đâu mà là Alan, nhưng mà Kirito là bởi vì mình đọc truyện tranh về con Kirito và Asuna các bạn ạ. Nên là đó là một phần thêm cái yêu thích của mình về cái cốt truyện của cái skin này ấy, nên mình cũng thích vị tướng đó luôn. Đấy là hai vị tướng hiện tại, là hai vị tướng đấu sĩ mình thích nhất ở trong liên quân này. Và trước đấy ấy, thì mình mới chơi liên quân ấy, mình là chơi vị tướng Murat nhiều nhất. Đấy nên là mình cũng là thích con vị tướng Murat nữa, nhưng mà sau này Murat nói chung là bị giảm nhiều quá ấy, mình ít chơi các bạn ạ. Còn cái nick mình Murat mình chơi cũng hơn 1000 trận rồi. Thì nói chung là niềm đam mê của mình đã xuống là vị tướng đấu sĩ. Nhưng mà khi mà các bạn có thể là quăng ném cho mình cái keo AD, mình vẫn chơi được còn nhá. Bởi vì mình biết cách lên đô và cách chơi không phải là best đâu, nhưng mà gọi là chơi thuộc dạng là các bạn chơi được. Và còn các bạn leo rank thoải mái thì mình vẫn chơi được các bạn nhá. Đấy, bởi vì con Violet này quá dễ chơi thì các bạn chỉ còn lồn bắn thôi, các bạn cố cần phải kỹ năng gì nhiều đâu, tâm bản nó rất là xa nữa. Rồi đấy thì các bạn cứ đi một vòng quanh map cho mình. Các bạn cứ đi vòng từ trái sang phải hoặc phải sang trái, rồi các bạn cứ ăn hết rừng như vậy là bây giờ các bạn đã lết rồi. Coi như bây giờ mình nói thật luôn là hiện tại vì số vàng của mình và đồ của mình ấy, thì hai thằng AD kia bắn mình cùng một lúc với mình chưa chắc đã thua đâu các bạn nhá. Hiện tại là rất là sánh thôi. Bởi vì con Violet này của đàn xuyên thấu nữa thì nó xuyên một lần như mục tiêu đây phá này. Đấy, dùng chiêu cuối luôn này. Rồi có màng rồi thì các bạn thấy bây giờ bắn rất là dễ luôn, gặp nó chạy các bạn nhá. Đây chấp hai con luôn này, nó không dám đứng lại bắn đâu. Đấy hiện tại là cực kỳ sánh rồi. Và các bạn chơi đến Violet cái tầm phút thứ 11 này ấy, mà các bạn mới chỉ có một màng mà ăn 10 màng ấy thì gọi là địch gặp mình là sợ mất mật luôn các bạn nhá. Gặp là chạy thôi chứ nó không dám solo đâu. Thằng ấy đến đó bây giờ không thể nào mà gọi là, cho dù nó có lết của băng vàng và băng đô mình, nó cũng không thể ăn được mình nữa. Đấy bởi vì vị tướng Violet nó vị tướng siêu lết. Lên đó nó chỉ mạnh ở đầu game và giữa game thôi, còn lên thì nó không gọi là mạnh nữa các bạn nhé. Và các bạn tận dụng cái tâm bắn xa này, ví dụ còn phá nào không có lính các bạn cứ rỉa liên tục này. Bởi vì các bạn lồn có 3 giây là các bạn hồi chiếu rồi, các bạn cứ lồn liên tục đứng ngoài trụ và bắn thôi. Đấy các bạn chơi gặp tuyển thủ chơi game rất nhiều rồi, người ta bắn bao trụ không cần lính đâu. Với cái tâm này gọi là bắn trụ không cần lính thì các bạn vẫn là có thể phá được trụ các bạn nhé. Và đây trận đấu chắc là khắp kết thúc rồi, thì mình sẽ nói qua về cái phần shop nick của mình. Thì các bạn nào mà muốn nick giá rẻ thì lên cái shop đó và có thể là quay con Huy. Còn ví dụ mà những cái nick mà mình hay đăng ở tab cộng đồng ấy, những cái nick VIP mình đã hay đăng ở tab cộng đồng cái đó thì các bạn sẽ liên hệ Zalo của mình các bạn nhé. Đấy là những cái nick gọi là, ví dụ những cái nick nào mà VIP mà theo yêu cầu mà không có đến shop ấy thì các bạn cứ liên hệ Zalo của mình. Mà mình những cái nick nào mình có đăng kèm mình số điện thoại Zalo là những cái nick nào đó các bạn mua ở Zalo. Ôi phan này chạy quá nè, ui kìa anh ghi đủ đẹp trai của các bạn ạ, quá đẹp trai luôn đấy. Và đó ghi đủ mà không ôn tí là mình có khả năng là chết rồi, mà chuyển sinh thì hết rồi. Đấy thì nói chung là về phần nick ấy, các bạn nào mà học sinh mà hay mua nick giá rẻ thì lên shop mình, giá đắt không có nhưng mà shop giá rẻ trên đó nick chỉ khoảng 20.000 đến 50.000, 100.000 là các bạn có nick chơi rồi, trắng thông tin hoàn toàn các bạn nhé. Còn Zalo là thường là mình lấy những cái nick gọi là khủng khiếp phê, nick nào cái tầm giá nào cũng có hết đấy, những cái nick càng nhiều skin là hầu như là mình có. Đấy bạn nào có nhu cầu như thế nào thì có thể liên hệ nick VIP thì Zalo mình, còn mà nick gọi là cao hoặc là thấp ấy, bình thường ấy thì là trên shop rất là nhiều các bạn nhá. Đấy như vậy thôi. Còn bạn nào có muốn mình làm thêm video về những vị tướng nào thì comment ở dưới video cho mình các bạn nhé. Rồi thì mình rất cảm ơn các bạn đã xem đến hết video và mà yêu các bạn rất nhiều các bạn nhé.